Công ty Golden Health hân hạnh giới thiệu sản phẩm Full Golden, chiết xuất từ tảo nâu được sản xuất tại Úc, có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của những lần hóa trị hoặc xạ trị. Ngoài ra, Full Golden cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào tủy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống hình thành khối u và chống oxy hóa, đồng thời cũng giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của cơ thể và giúp làn da được mịn màng, tươi trẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Vietfay TV qua số 0452 067 535 hoặc email vieftv2022@gmail.com. Lily và Kim Hoàng, rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Phá Thế Giới của Vietfay TV Australia trong buổi tối ngày hôm nay, thứ ba, ngày 9 tháng 7, 2024. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước hết là về vấn đề lừa đảo qua mạng. Thì Việt Nam là quốc gia có số người sử dụng các cái trang mạng xã hội được cho là vào hàng nhiều nhất trên thế giới. Vì vậy mà cũng trở thành một môi trường béo bở cho các cái tổ chức tội phạm lợi dụng để biến nơi đây thành một cái trung tâm về tin giả và lừa đảo tuyển dụng qua mạng. Và vấn đề này cũng đã được nêu ra tại cái buổi hội thảo trực tuyến về nội dung là lừa đảo qua mạng và buôn người ở Campuchia và Việt Nam, do Viện Hòa bình USIP có trụ sở tại Hoa Kỳ tổ chức vào hôm 2 tháng 7 vừa rồi. Dữ liệu công bố tại hội thảo cho biết là tính đến tháng 5 năm ngoái, thì trong số 10 quốc gia có lượng người dùng Facebook, TikTok và YouTube là nhiều nhất thế giới, thì Việt Nam đứng ở các vị trí số 6, số 7 và số 9. Bà Diệp Vương là chủ tịch của một tổ chức phi lợi nhuận mang tên là Pacific Links Foundation cũng nhận định rằng Việt Nam đang dần trở thành trung tâm của tin giả và lừa đảo tuyển dụng qua mạng. Nguyên do là sau đại dịch COVID-19 thì nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Thêm vào đó, ngày càng có nhiều tin giả và do đó số lượng tuyển dụng lừa đảo qua mạng ngày càng tăng. Và một chuyên gia cấp cao khác cũng cho biết là chung quanh biên giới Việt Nam thì có rất nhiều các ổ tội phạm mạng. Và gần đây hơn là các nhóm tội phạm nguồn gốc Trung Quốc cũng đang tìm cách tạo dựng chỗ đứng tại Việt Nam và nhằm biến Việt Nam thành một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến. Những trung tâm lừa đảo này được điều hành bởi các mạng lưới tội phạm chuyên về buôn người, lao động cưỡng bức và đánh cắp số tiền khổng lồ từ nạn nhân trên khắp toàn cầu. Do vậy mà theo các chuyên gia thì chủ yếu có hai nhóm nạn nhân chính của các cái đường dây lừa đảo qua mạng. Thứ nhất là những người bị dụ dỗ đến làm việc tại các trụ sở của các nhóm lừa đảo. Những công việc được họ quảng cáo thường là những công việc việc nhẹ lương cao liên quan tới công nghệ. Những người mà nhận đến làm rồi bị cưỡng bức làm việc, buộc phải lừa chính những người khác. Ước tính có khoảng 300.000 nạn nhân buôn người từ hơn 60 quốc gia đang bị giam giữ cả tại các cái trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á. Và nhóm nạn nhân thứ hai chính là mục tiêu của các cái trò lừa đảo qua mạng, là công dân của mọi nước, đặc biệt là công dân của những nước giàu như là Hoa Kỳ hay kể cả ở Úc Châu. Mà vào năm ngoái thì công dân Hoa Kỳ đã bị lừa đảo qua mạng ước tính lên tới 3 tỷ 500 triệu Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì một cái tổ chức có tên gọi là Internations cũng vừa đưa ra kết luận Việt Nam là quốc gia có chi phí sống rẻ nhất đối với lao động nước ngoài. Và với kết luận này thì năm nay cũng là năm thứ tư Việt Nam đã đứng đầu về chi phí sống rẻ nhất trên thế giới. Tổ chức Internations bao gồm khoảng 5 triệu 300 thành viên từ 420 quốc gia trên thế giới. Và trong cái cuộc khảo sát của năm nay 2024, thì tổ chức này đã thực hiện khảo sát với khoảng 12.500 lao động đang làm việc tại 53 quốc gia khác nhau. Và cái tiêu chí xếp hạng xoay quanh 5 hạng mục chính, bao gồm chất lượng cuộc sống, ổn định cuộc sống, ổn định công việc, ổn định tài chính cá nhân và nhu cầu thiết yếu. Và kết quả cho thấy 86% lao động nước ngoài đã đánh giá Việt Nam có một cái chi phí sinh hoạt khá rẻ, trong khi 65% hài lòng với tình hình tài chính của họ ở Việt Nam và 19% cho hay tổng thu nhập hàng năm của họ trung bình là khoảng 150.000 Mỹ Kim. Và đây cũng là mức thu nhập cao hơn so với mức thu nhập trung bình của toàn cầu, hiện chỉ là khoảng 120.000 Mỹ Kim mà thôi. Tuy nhiên, chỉ có 3% cho rằng chi phí thấp là yếu tố nổi bật để có thể thúc đẩy họ chuyển đến Việt Nam để làm việc. Lý do là bởi vì chất lượng cuộc sống tại Việt Nam vẫn không đủ cao. Và hiện nay thì chất lượng cuộc sống của Việt Nam đang đứng hạng thứ 40
so với các quốc gia khác trên toàn thế giới. Và về xếp hạng chung cuộc thì Việt Nam đang đứng hạng thứ 8 về nơi làm việc tốt nhất cho những người nước ngoài theo tổ chức Internations. Ngoài ra thì người lao động nước ngoài cũng khá là hài lòng về khả năng cân bằng giữa công việc làm và cuộc sống ở đây, khi mà có đến 73% cho đánh giá tích cực, cao hơn so với mức trung bình toàn cầu là 60%, và chỉ số hài lòng với công việc cũng ở mức khá cao là 73%, và 43% thì tin rằng việc chuyển đến làm việc tại Việt Nam có thể có những cái triển vọng phát triển nghề nghiệp, và đây là một cái tỷ lệ tương đối thấp. Nói tóm lại, người nước ngoài khi đến làm việc tại Việt Nam tỏ ra khá là hài lòng. Lý do cũng rất là đơn giản, bởi vì những người nước ngoài này họ được hưởng lương theo chế độ là chuyên gia nước ngoài với mức lương trung bình là trên 150.000 Mỹ Kim. Và tất nhiên với mức lương này so với chi phí sinh hoạt tại Việt Nam thì họ luôn luôn sẽ có một cái cuộc sống rất là thoải mái. Yeah. Nhưng mà đối với người dân Việt Nam thì chắc chắn là cái cuộc sống nó không thoải mái như vậy, bởi vì lương ở Việt Nam đang tính bằng tiền đồng Việt Nam, và trung bình hiện nay chính phủ thì có mức lương từ 5-8 triệu một tháng. Yeah. Trong khi lĩnh vực tư nhân thì cũng chỉ khoảng 10 triệu đồng một tháng mà thôi, phải không? Còn thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam thì mấy ngày hôm nay rúng động một cái thông tin là 5 người trong một gia đình bị đầu độc bằng một chất kịch độc và cũng không phải là dễ có, đó là cái chất độc S-cyanua. Đáng chú ý hơn là nghi can đã bị bắt giữ thì cũng chính là một người trong gia đình này, đó là bà Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi. Và gia đình này thì sống ở huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Và bà này mới bị bắt giữ hôm 5 tháng 7 vừa rồi về tội giết người. Và theo cơ quan điều tra thì bà Bích là đối tượng đã sử dụng cái chất cyanua để đầu độc khiến 3 người thân, chồng và 2 người cháu đã tử vong. Và hiện nay cũng đang còn một người cháu khác điều trị tại bệnh viện và mới xuất viện ngày hôm qua. Còn đối với 2 trường hợp tử vong khác còn lại là cha ruột và con trai của chính bà Bích thì cơ quan điều tra hiện nay cũng đang xác minh mối liên quan giữa hành vi của nghi phạm với cái chết của những người này. Những hành vi tàn ác, táng tận lương tâm của Bích hiện nay đang dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Và bên cạnh rất nhiều những ý kiến yêu cầu phải xử lý nghiêm nghi phạm thì còn rất nhiều những câu hỏi đặt ra, đặc biệt là vấn đề mà làm sao để nghi phạm có được cái chất kịch độc này. Và 4 cái chết xảy ra thì từ cuối năm ngoái chứ cũng không phải xảy ra cùng lúc. Nhưng mà gia đình thì lại không nghi ngờ trình báo cơ quan chức năng. Chỉ đến khi nạn nhân 14 tuổi là con của nghi can Bích tử vong vào cuối tháng 3 vừa rồi được trung tâm y tế báo cáo cho cơ quan điều tra. Và đến khi nạn nhân là một người cháu của cô Bích này 18 tuổi được cấp cứu tại bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh thì qua xét nghiệm thấy trong người có chất độc S-cyanua thì gia đình mới bắt đầu trình báo cơ quan chức năng. Và sau đó cơ quan công an điều tra ở Đồng Nai mới bắt đầu vào cuộc. Tất cả thì đều xảy ra trong gia đình nhà ông Nguyễn Văn Hải là cha của nghi can và cũng là nạn nhân lớn tuổi nhất. 5 người thì tử vong trước đó trong gia đình ông Hải thì đều có những cái triệu chứng liên quan đến ngưng tim, rối loạn nhịp tim, trước khi chết đều nôn ói, nhức đầu, chóng mặt. Và đầu tiên là cái chết của anh Nguyễn Thoại Thanh Thế, 38 tuổi, là chồng của nghi can Bích. Và anh Thế này phát bệnh vào tháng 10 năm 2023 và chết một tuần sau đó. Và 2 tháng sau thì đến lượt chính bố đẻ của cô Bích là ông Hải cũng nhập viện cấp cứu và một tuần sau tử vong. Và đến đầu tháng 1 năm nay 2024 thì cháu ngoại của ông Hải, tức cũng là cháu của cô Bích, thì cũng đột ngột ngưng tim và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở thành phố Sài Gòn nhưng mà cũng không qua khỏi một ngày sau đó. Và đến cuối tháng 3 vừa rồi thì một người nạn nhân là 14 tuổi, chính là con của cô Bích, cũng ngưng tim được đưa đi cấp cứu nhưng mà cũng không qua khỏi. Và người thứ 5 là một người cháu 12 tuổi, là cháu nội của ông Hải, cũng được gia đình phát hiện với triệu chứng tương tự đưa đi cấp cứu nhưng mà cũng tử vong. Và nạn nhân 18 tuổi mà được xuất viện vào ngày hôm qua, cháu của nghi can và cũng được cô Bích này thừa nhận là đã sử dụng cái chất độc cyanua để đầu độc do có mâu thuẫn với người cháu này. Và cô này cũng đã thừa nhận là dùng chất độc S-cyanua để đầu độc khiến 3 người tử vong, gồm chồng và 2 người cháu khác. Có nghĩa là trong số 5 người bị tử vong trong gia đình, nghi can Nguyễn Thị Hồng Bích đã xác nhận là
chính cô đã dùng chất độc cyanua để gây tử vong cho ba người. Người đầu tiên là người chồng và hai người cháu, trong khi cha là cha ruột của cô là ông Hải và con trai ruột thì vẫn chưa được xác định là có phải tử vong bởi vì sử dụng cái chất độc này hay không, bởi vì nghi can Hồng chưa thừa nhận. Và cho dù là có thừa nhận hay không thừa nhận thì việc xác định sử dụng chất độc, cái chất độc cyanua này là một cái chất kịch độc, thường là ở cái dạng rắn giống như là những cái hạt muối màu trắng mà thôi. Và khi sử dụng thì người bị nhiễm những cái chất độc này rất là khó có cơ hội để qua khỏi cơn nguy kịch. Đối với người cháu 18 tuổi có thể nói là một người vô cùng may mắn khi mà đã được chữa trị khỏi và cũng đã được được xuất viện để trở về nhà. Câu hỏi hiện nay được đặt ra thứ nhất là tại sao các cơ quan chức năng đã không phát hiện những cái hành vi sử dụng chất độc cyanua tấn công vào những người thân trong gia đình khi mà tất cả những người này đều được cấp cứu tại bệnh viện và cùng một cái triệu chứng là bị ngưng tim và sau đó dẫn tới tử vong. Không thể nào 5 thành viên trong gia đình đều chết vì một nguyên nhân, vì một triệu chứng. Và vì vậy mà hiện nay các cơ quan truyền thông đang đẩy những cái cơ quan y tế vào một cái thế khó, là cái sự vô trách nhiệm của các chuyên gia y tế đã khiến cho hết người này đến người khác bị tử vong dưới cái sự tàn ác của một người phụ nữ. Và câu hỏi thứ nhì được đặt ra là tại sao người phụ nữ này lại có thể sở hữu một cái lượng chất kịch độc một cách quá dễ dàng như vậy. Và khi mà chúng ta đi vào chi tiết thì thật ra tại Việt Nam để mua được cái chất độc cyanua này không hề khó khăn. Chúng ta chỉ cần lên những cái trang mạng xã hội, và tờ Tuổi Trẻ trong nước cũng đã xác nhận là chất độc cyanua hiện được rao bán gần như là công khai trên các nền tảng xã hội, kể cả trên Facebook và trên các website, thậm chí là các sàn thương mại điện tử. Chúng ta chỉ cần gõ cái từ gặp mua siêu giá rẻ, thể rắn vân vân thì sẽ hiện ra hàng loạt những cái nơi mà cung cấp cái loại chất độc này. Và đây là những cái chất độc mà khi mà người bị nhiễm độc hoặc là người sử dụng những cái chất này sẽ bị đau bụng, bị nôn ói, và tất nhiên liều lượng càng nhiều thì cái nguy cơ tử vong nó sẽ càng cao, và hầu hết đều sẽ bị dẫn đến tình trạng xấu nhất là tử vong. Trước đó thì trên thế giới cũng đã có khá nhiều những trường hợp đã sử dụng chất kịch độc cyanua này để tấn công, và chúng ta cứ nghĩ rằng rất khó để có thể sở hữu, để có thể tìm mua được chất độc này. Nhưng mà không ai có thể ngờ khi mà chúng ta vô mạng, chúng ta gõ thì có thể nhìn thấy được bán tràn lan rất là dễ dàng và với cái giá cực kỳ rẻ. Và đây cũng là một cái lỗ hổng pháp luật mà có lẽ là chính quyền Việt Nam cần phải xem xét lại trong những thời gian sắp tới. Vâng, còn liên quan đến quan hệ giữa Việt Nam và nước Mỹ thì hiện nay đang có hai chiến hạm của Hoa Kỳ thăm cảng Cam Ranh, đó là soái hạm USS Blue Ridge của hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ và tuần duyên hạm US CGC của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ vào hôm qua 8 tháng 7 đã cập cảng Cam Ranh của Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại đây. Và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng cho biết mục đích của chuyến thăm hai tàu tuần duyên của Mỹ lần này cũng chủ yếu là nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước được thiết lập vào tháng 9 năm ngoái. Thông cáo cũng cho biết là các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm gồm các buổi trao đổi chuyên môn giữa hai phía. Ngoài ra, thủy thủ đoàn của hai con tàu cùng nhân viên hạm đội 7 cũng sẽ tham gia các cái hoạt động cộng đồng, giao lưu văn hóa với người dân ở tỉnh Khánh Hòa. Soái hạm USS Blue Ridge là tàu hoạt động lâu năm nhất và còn vận hành hiện nay của Hải quân Hoa Kỳ. Và đây cũng là lần thứ hai cái soái hạm này đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Và theo thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thì hạm đội 7 là hạm đội tiền phương lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ. Và hạm đội này cũng thường xuyên có những cái hoạt động giao lưu với các nước đồng minh, các nước đối tác nhằm ra duy trì một cái khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở hơn. Trong khi đó thì trong phần tin thế giới, ngày hôm nay các cơ quan truyền thông khá là quan tâm đến chuyến viếng thăm Liên bang Nga của Thủ tướng Ấn Độ là ông Modi. Và chuyến viếng thăm này đã được thực hiện sau khi ông Modi cũng đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lần thứ ba. Và đây cũng là lần đầu tiên trong 65 năm qua Ấn Độ, một chính phủ đã được
tại nhiệm liên tiếp 3 nhiệm kỳ. Với thành công này, thì Tổng thống Nga Putin cũng đã có sự chúc mừng đối với Thủ tướng Ấn Độ Modi bằng cách là đã mời ông đến tham quan tại dinh thự của Thủ tướng, của Tổng thống vào ngày hôm qua. Và đích thân ông Putin cũng đã lái xe chở Thủ tướng Modi tham quan những cái khu đánh golf được cho là rất nổi tiếng ở ngay thủ đô Moscow. Và điều này cũng cho chúng ta nhắc lại chúng ta một cái hình ảnh là khi Tổng thống Nga Putin viếng thăm Bắc Hàn trong 2-3 tuần lễ trước đây, đích thân Tổng thống Nga cũng đã lái xe để mà chở lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un trên một cái chiếc xe mà nước Nga đã biếu tặng cho Kim Jong-un. Và lần này khi mà Thủ tướng Modi đến Moscow thì chính Tổng thống Putin cũng đã lái những cái chiếc xe để mà đưa ông Modi di chuyển xung quanh sân đánh golf. Và báo chí cho rằng bởi vì ông Putin muốn chứng tỏ ông là một cái tài xế siêu cừ khôi để mà khi mà luôn luôn trình diễn tay nghề của mình với lãnh thổ của các quốc gia. Vâng, đó là chỉ là những cái thông tin bên lề mà thôi, kính thưa quý vị. Cái mục đích của chuyến viếng thăm Moscow lần này của Thủ tướng Modi là nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác và chiến lược giữa Nga và Ấn Độ. Và trong cái cuộc viếng thăm lần này chỉ diễn ra 2 ngày là ngày hôm qua và ngày hôm nay. Và tất cả những cuộc thảo luận quan trọng sẽ diễn ra trong ngày hôm nay 9 tây tháng 7. Mà theo các chuyên gia thì hai bên sẽ trao đổi về quan điểm về các vấn đề trong khu vực cũng như trên toàn cầu mà cả hai nước cùng quan tâm. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về mối quan hệ song phương, tập trung vào các chủ đề như là quốc phòng, đầu tư, giáo dục và văn hóa, đặc biệt là giải quyết những vấn đề thanh toán do các lệnh trừng phạt của phương Tây đang áp đặt đối với Liên bang Nga. Và quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt cũng như giữa Ấn Độ và Nga đã đạt được những bước đáng kể trong 10 năm vừa qua, bao gồm các lĩnh vực về năng lượng, về an ninh, thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục, v.v. Và đặc biệt là trong cuộc chiến với Ukraine vừa qua, khi mà Liên bang Nga gần như là bị cô lập bởi các quốc gia phương Tây, thì Ấn Độ lại là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất bởi vì Ấn Độ đã có cơ hội mua được khí đốt giá rẻ từ Nga và từ đó cũng đã làm gia tăng thêm quan hệ song phương giữa hai nước. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong khi đó tại nước Mỹ thì đang phải đối diện với một cái đợt nắng nóng được cho là phá kỷ lục so với một số cái đợt nắng nóng của những cái năm trước. Và đặc biệt là cái đợt nắng nóng hiện nay diễn ra ở hầu hết trên toàn bộ nước Mỹ. Như là ở khu vực phía Tây thì sóng nhiệt cũng đã ảnh hưởng rất nhiều và làm cho một người tử vong trong một cái đoàn xe máy đi ở khu vực được gọi là thung lũng chết. Trong khi ở miền đông nước Mỹ cũng rơi vào tình trạng nắng nóng cao như vậy nhưng mà cũng có nhiệt độ hay là độ ẩm lên mức rất cao. Và hiện nay giới chức trách cũng đã phát đi cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất ở các cái khu vực có số dân lên tới 36 triệu người, tức là chiếm tới 10% dân số ở nước Mỹ. Và rất nhiều khu vực ở Bắc California cũng có nhiệt độ lên tới trên 43 độ C, thậm chí có nhiều nơi còn lên tới trên 48 độ C. Đặc biệt, nhiệt độ lên tới trên 53 độ C đã ghi nhận ở Công viên Quốc gia Thung lũng chết miền đông California vào ngày 6 và ngày 7 tháng 7 vừa rồi. Và ngoài một du khách thiệt mạng vì nắng nóng, một người khác cũng phải nhập viện. Và hai cái nạn nhân này là nằm trong số 6 người đi xe máy qua khu vực Badwater Basin giữa thời tiết nắng nóng. Và thậm chí nhiệt độ còn cao tới mức là trực thăng cứu hộ cũng không thể nào tiếp cận hiện trường. Bởi vì theo quy định, các cái trực thăng chỉ có thể tới các cái khu vực có nhiệt độ không quá 48 độ C. Và trong một thông cáo gần đây thì quận Maricopa của Arizona cũng cho biết là cũng đã có 13 người tử vong vì nắng nóng trong năm nay. Và 160 ca tử vong khác cũng bị nghi ngờ liên quan tới nắng nóng và đang được điều tra. Và các nhà chức trách cũng hiện nay cũng đang khuyến cáo người dân ở một loạt bang là nên hạn chế ra đường, uống nhiều nước để đối phó với cái nhiệt độ tăng cao hiện nay. Ngoài ra, ở một số nơi cũng đưa ra cảnh báo về cháy rừng, đặc biệt là những cái khu vực mà có nhiều cỏ khô hay là bụi rậm. Và kính thưa quý vị, thông tin cuối cùng là liên quan đến sức khỏe và thông tin này là từ Campuchia. Khi mà Bộ Y tế của Campuchia vừa xác nhận có thêm một trường hợp
cúm gia cầm đã bị lây nhiễm trên cơ thể con người. Đó là vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, Bộ Y tế cho biết là trường hợp nhiễm cúm gia cầm H5N1 ở người đưa tổng số ca nhiễm cúm gia cầm trên cơ thể con người từ đầu năm 2024 đến nay là thành 7 người. Trong số này có 6 trẻ em và một người lớn. Trường hợp mới nhất đó là một bé gái chỉ mới 5 tuổi bị phát hiện nhiễm bệnh vào ngày hôm qua. Và trước đó là vào ngày 5 tháng 7 thì một bé trai 3 tuổi sinh sống cùng nhà với bé gái này cũng đã được xác nhận là bị nhiễm cúm gia cầm H5N1, mà nguyên nhân có thể là bởi vì khoảng hơn 10 ngày trước đây, khu vực này là nơi đã tiêu hủy hàng loạt những con gia cầm vì bị nhiễm cúm. Mặc dù vậy, gia đình của bệnh nhân vẫn tiếp tục sử dụng những cái con gia cầm nhiễm cúm này để nấu ăn, mặc dù họ cho rằng họ đã nấu chín, nhưng mà nguy cơ lây lan thì vẫn còn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, thì cả hai trường hợp trẻ em bị nhiễm cúm gia cầm mới nhất đều không nguy hiểm đến tính mạng và hiện cũng đang được theo dõi y tế. Đây là những thông tin khá là đáng quan ngại bởi vì hầu như từ trước đến nay, cúm gia cầm rất ít có nguy cơ lây nhiễm trên cơ thể con người. Tuy nhiên, liên tiếp trong những tuần vừa qua, những tháng vừa qua, thì đã bắt đầu xuất hiện cúm gia cầm trên người. Đặc biệt tại Úc của chúng ta vào tháng 2 vừa qua cũng đã có một bé gái trở về Úc từ Ấn Độ và cũng đã được xác nhận là nhiễm cúm. Và sau khi chữa trị khoảng 10 ngày thì cũng tình hình sức khỏe cũng đã hồi phục. Hiện là tại Úc chúng ta cũng đang trong bối cảnh dịch cúm gia cầm đang lây lan rất là nhanh tại New South Wales cũng như là tại Victoria. Và chúng tôi cũng hy vọng là tất cả quý khán giả của VTV chúng ta sẽ không sử dụng thịt và trứng ở những trang trại gia cầm đã và đang bị phong tỏa. Bởi vì như trong trường hợp tại Campuchia, mặc dầu là thịt gia cầm đã được nấu chín, nhưng khi ăn vào vẫn có nguy cơ và vẫn đã bị nhiễm cúm. Vì vậy chúng ta cần phải tránh xa những con gia cầm đã bị tiêu hủy tại Úc trong thời gian vừa qua. Vâng, nhất là không chạm vào những con gia cầm đã thấy chết hoặc thậm chí cả chim hoang dã mà thấy chết thì chúng ta cũng không nên chạm vào. Vâng, khi mà chúng ta chạm vào thì rất có thể là chúng ta cái tay chúng ta bóc vào những cái con gia cầm đó. Khi mà chúng ta bóc những cái món khác thì nó sẽ lây sang cơ thể của con người. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo thế giới của chúng tôi ra ngày hôm nay. Lily và Kim Hoa một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình vào ngày mai. Kim Hoa xin trân trọng kính chào.